chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi bản tin tài chính hôm nay của Báo Thanh Hóa. Bản tin tài chính ngày 20 tháng 5, giá vàng có thể tiếp tục tăng. Rạng sáng nay, 20 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 24.239 đồng. Giá vàng được dự báo tiếp tục tăng. Giá vàng trong nước. Giá vàng các thương hiệu trong nước ổn định. Hiện tại, giá vàng miếng các thương hiệu được niêm yết cụ thể như sau. Giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội, Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh neo ở mức 87.700.000 đồng một lượng mua vào và 90.400.000 đồng một lượng bán ra. Vàng miếng Doji tại khu vực Hà Nội đang mua vào mức 87.700.000 đồng một lượng và bán ra ở mức 89.800.000 đồng một lượng. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, vàng thương hiệu này đang mua vào và bán ra mức tương tự như ở khu vực Hà Nội. Vàng miếng PNG đang mua vào ở mức 87.700.000 đồng một lượng và bán ra ở mức 90 triệu đồng một lượng. Giá mua và giá bán vàng thương hiệu Bảo Tín Minh Châu đang lần lượt là 87.850.000 đồng một lượng và 90.050.000 đồng một lượng. Phú Quý SJC đang thu mua vàng miếng với giá 87.800.000 đồng một lượng và bán ra 90.100.000 đồng một lượng. Giá vàng quốc tế. Giá vàng thế giới có xu hướng tăng với vàng giao ngày tăng 2,3 USD so với mức chốt phiên tuần trước lên 2.416,7 USD trên một ounce. Tuần trước giá vàng thế giới biến động mạnh khi thị trường liên tiếp đón nhận các dữ liệu kinh tế quan trọng cùng với phát biểu của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Kim loại quý này bắt đầu tuần giao dịch ở mức 2.361,17 USD trên ounce và tăng vững chắc vượt mốc 2.400 USD trên ounce. Khi phát biểu của Chủ tịch Fed Powell và các dữ liệu kinh tế đều khẳng định rằng lãi suất sẽ không tăng nữa và Fed có thể sẽ sớm nới lỏng chính sách trong năm nay. Kết quả khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy phần lớn các chuyên gia tin rằng giá vàng có thể đạt hoặc vượt qua mức cao nhất mọi thời đại, trong khi các nhà giao dịch bán lẻ lại tỏ ra thận trọng với kim loại quý này. Theo chiến lược gia tiền tệ Adam Button của ForexLine.com, môi trường hiện tại đang có lợi cho kim loại quý khi ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy nền kinh tế Mỹ đang chậm lại và điều đó ngày càng củng cố khả năng nới lỏng chính sách trong tương lai. Button cho rằng sự phục hồi của vàng thời gian gần đây còn được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương. Theo báo cáo mới đây, không chỉ Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ cùng các quốc gia Trung Đông cũng đang tăng cường mua vàng. Cùng quan điểm lạc quan, Michael Moore, người sáng lập Moore Analytics cho rằng vàng đang trong xu hướng tăng và có khả năng đạt mức 2.448,8 USD trên ounce trong những ngày tới. Sau một tuần sôi động, thị trường dự báo sẽ trầm lắng trong tuần này khi có ít dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố. Thông tin được cho là có khả năng tác động đến hướng đi của vàng là biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed kết thúc vào ngày 1 tháng 5. Tuy nhiên, hầu hết các chuyên gia cho rằng nội dung biên bản sẽ không nằm ngoài dự tính của giới đầu tư nên thị trường vàng sẽ có ít phản ứng trừ khi có thông tin bất ngờ. Ngoài ra, thị trường cũng đón chờ phát biểu của quan chức Fed, dự kiến sẽ có 6 quan chức phát biểu vào đầu tuần này. Với giá vàng trong nước ổn định và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 2.416,7 USD trên ounce, tương đương gần 74,1 triệu đồng một lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa tính thuế và phí, chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới khoảng 16 triệu đồng một lượng. Tỷ giá USD trên thị trường trong nước vào phiên giao dịch ngày 20 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD hiện ở mức 24.239.000 đồng. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào bán ra giữ nguyên hiện ở mức 23.400.000 đồng đến 25.450.000 đồng. Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại mua vào và bán ra như sau. Vietcombank mua vào 24.220.000 đồng, bán ra 25.450.000 đồng. Vietinbank mua vào 25.165.000 đồng, bán ra 25.450.000 đồng. BIDV mua vào 25.255.000 đồng, bán ra 25.450.000 đồng. Dự báo xu hướng đồng USD trong tuần này. Chỉ số DXY và lãi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đã giảm trong tuần trước. Nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm đến từ việc Mỹ công bố dữ liệu lạm phát vào ngày 15 tháng 5. Chỉ số giá tiêu dùng CPI hàng đầu của Mỹ đã tăng 3,36% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 4. Con số này đã giảm so với mức tăng 3,48% trong tháng 3.
CPI cơ bản đạt 3,62% trong tháng 4, thấp hơn so với mức 3,8% của tháng trước. Con số lạm phát thấp hơn giúp thị trường tiếp tục đặt kỳ vọng vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ sớm cắt giảm lãi suất. Chính điều đó đã kéo theo chỉ số DXY và lãi suất trái phiếu kho bạc giảm xuống vào tuần trước. Sự sụt giảm của chỉ số DXY đã diễn ra theo đúng như dự đoán của tuần trước, rằng nó có thể giảm để kiểm tra vùng hỗ trợ 104,50 đến 104. Chỉ số này đã chạm mức thấp 104,08 và tăng trở lại từ đó. Sự phục hồi từ khoảng 104 là một tín hiệu tích cực đối với chỉ số DXY, nhưng nó đang gặp ngưỡng kháng cự quan trọng tại mốc 105. Chỉ số này phải vượt qua ngưỡng cản này để quay trở lại xu hướng tăng giá. Chỉ trong trường hợp đó, nó mới có thể tăng trở lại mốc 106 một lần nữa. Việc không tăng vượt mốc 105 có thể khiến chỉ số này tiếp tục chịu áp lực. Trong trường hợp đó, chỉ số DXY sẽ vẫn dễ giảm, chọc thủng mốc 104 và chứng kiến đà kéo giảm dài xuống vùng 103,05 đến 103. Lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm của Mỹ đã giảm xuống mức 4,31% vào tuần trước và tăng trở lại từ đó. Mức kháng cự hiện nằm ở mốc 4,45%, cần có một sự tăng mạnh vượt lên trên mốc 4,45% để giảm bớt áp lực giảm giá. Nếu điều đó xảy ra, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm có thể tăng trở lại vùng 4,55 đến 4,6% trong tuần này. Đến đây bản tin tài chính ngày 20 tháng 5 của báo Thanh Hóa xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.